Như vậy ở chỗ này chúng ta đang nói về lớp và đối tượng, thì cái đối tượng của chúng ta đang quản trị lúc nãy ở trong bài này là đối tượng sinh viên. Và sinh viên của chúng ta thì có hai thông tin cần quản lý, đó là họ tên và điểm. Như vậy khi mà chúng ta thao tác với một sinh viên thì phải thao tác trên hai mảng. Nếu sinh viên này có 10 thông tin thì chúng ta phải khai thác 10 mảng. Bất tiện chỗ này. Cho nên chúng ta sẽ có một cái cách để quản trị sinh viên. Và lúc này chúng ta gọi sinh viên là một đối tượng. Ví dụ giảng viên cũng có chừng đó thông tin thì giảng viên cũng là một đối tượng. Được chưa? Thì sau này chúng ta sẽ có kế thừa. Bây giờ chúng ta sẽ xây dựng một cái đối tượng thì như thế nào? Đối tượng thì nó có những đặc điểm. Ví dụ sinh viên của chúng ta thì có họ tên, có điểm, có năm sinh, có chứng minh nhân dân, số điện thoại, email, vân vân, rất là nhiều thứ. Thì những cái như vậy gọi là đặc điểm hay còn gọi là thuộc tính. Và nhập vào sinh viên, xuất sinh viên, sắp xếp cái mảng của sinh viên thì gọi là các công việc hay còn gọi là các methods hay gọi là các phương thức. Các phương thức để giải quyết. Như vậy các hành vi hay còn gọi là các phương thức. Được chưa nào? Như vậy mình định nghĩa một cái lớp, mình sẽ định nghĩa như thế nào? Thì các cái thuộc tính người ta dùng field, nhưng mà cái từ field này cũng không chính xác. Field là nó nằm ở trong cơ sở dữ liệu thì người ta dùng từ field. Nhưng mà trong lớp thì người ta dùng từ attribute. Nó đi chung với từ methods. Như vậy nếu như cần thì mình sẽ search ở trên này liên quan đến class. Class in Java. Như vậy trong này người ta nói rõ một cái class thì trong đó nó sẽ có các cái thuộc tính. Đâu rồi, trong này có nói đến thuộc tính không? Rồi, dùng một trang khác, trang này nó không nói rõ lắm. Đây đây nó vẫn còn đang dùng member. Đây, attribute. Class của chúng ta thì có các thuộc tính và ở đây mình nó dùng là property cũng được, hoặc là method cũng được. Đây là phương thức thuộc tính. Được chưa? Như vậy tất cả những thông tin mà mình muốn quản lý sinh viên thì chúng ta gọi nó là attribute. Ví dụ họ tên, năm sinh, email, số điện thoại, địa chỉ, giới tính, vân vân. Thì gọi là attribute. Rồi các cái phương thức để xử lý, ví dụ như là nhập vào sinh viên, xuất ra sinh viên, tính điểm trung bình của sinh viên, xét học lực của sinh viên thì gọi là phương thức methods. Như vậy để tạo ra một cái class quản trị thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Ở đây chúng ta sẽ có cái slide 4. Và thầy sẽ tạo ra một cái class cũng giống như bình thường mình làm, cũng là new class sinh viên, được không? New class sinh viên bình thường đặt tên là sinh viên thôi. Rồi ok, và mắc chuột tiếp. Đây mình sẽ sử dụng cái tiểu xảo này
cứ bật lên bật xuống là nó được, cứ bật tới bật lui vậy là nó thấy. Rồi mình tạo được cái class sinh viên. Trong cái class sinh viên này mình không tạo hàm main nhé. Khi mà mình tạo một cái class để quản lý một đối tượng thì cái class này không có hàm main nhé. Mình sẽ dùng hàm main ở một cái class khác. Trong này mình sẽ có string để quản lý họ tên y chang như lúc nãy. Nhưng mà cái string này nó không phải là một mảng mà nó là một biến bình thường. Mình cũng có điểm. Đó, mình quản trị hai cái trước đi. Rồi mình muốn phát triển thêm thì mình thêm vào. Bây giờ mình sẽ viết một cái hàm nhập. Và lúc này khi mà các bạn đối với lại một lớp thì nó sẽ có cái hàm hàm khởi tạo, hàm khởi tạo, hàm nhập đi. Mình sẽ làm hàm gì trước? Nhập. Giả sử như trong này mình có scanner bằng new scanner. Cái lệnh scanner mà hiện nay có một số bạn vẫn viết sai. Cố gắng viết nhiều vào. Viết sai là do mình viết ít thôi. Đơn giản vậy thôi, chứ nó không có gì để thông minh cả. Hoàn toàn không thông minh nha các bạn. Lớp 6 vẫn học được. Java lớp 6 thì vẫn có dạy cho Java cho lớp 6. Cho nên với khả năng của các bạn, đảm bảo các bạn học được. Yên tâm đi, tự tin vào khả năng của mình. Chỉ có là mình ít code quá thôi. Mình sẽ lấy lại cái bài hồi nãy đi, cho nó nhanh. Làm biến mà. Làm chi cho nó nhiều đúng không? Rồi. Họ tên. Thì chỗ này mình không sử dụng là họ tên thứ y, mà mình sẽ sử dụng là this chấm họ tên. This tức là chính cái class này. Ha, nó dùng cái từ khóa là this, chính cái class này. Chỗ này là mình không để được thông tin thứ y nữa, mà mình chỉ để là họ tên thôi. Đó, mình chỉ để là họ tên thôi. Còn sinh viên thứ y là thực sự cũng không cần thiết lắm. This chấm điểm. Và tương tự như vậy, chỗ này mình để chữ điểm thôi. Rồi. Như vậy là mình đã nhập được thông tin sinh viên. Xuất xuất mình sẽ lấy cái xuất bên này. Ok, tí nữa mình sẽ viết cái hàm học lực. Xuất là họ tên điểm. Và học lực. Học lực thì bây giờ mình sẽ không xét học lực trực tiếp ở đây, mà mình sẽ làm một cái hàm string get học lực, hoặc là xét học lực. Xét học lực. Thì chỗ này mình sẽ lấy cái học lực này qua. Nếu như điểm nhỏ hơn 5 thì cái học lực của chúng ta là yếu. Còn không điểm nhỏ hơn 6.5
thì học lực của chúng ta trả về trung bình. Nếu điểm nhỏ hơn 7.5, rating khá. Điểm nhỏ hơn 9, rating giỏi. Còn lại rating xuất sắc. Như vậy chỗ này mình chỉ cần xuất ra xét học lực, thế là xong. Xét học lực của chúng ta có mở ngoặc đóng ngoặc, tức là mình đang gọi cái hàm, cho nên nó có mở ngoặc đóng ngoặc. Rồi mình thử như vậy đi, nhập và xuất. Bây giờ muốn sử dụng cái class này, muốn sử dụng cái class thì ở trong một cái lớp, ví dụ như là slide 4, thì new một cái class khác. Thì tạo là slide 4 main. Mình muốn tạo cái lớp gì cũng được. Thì trong này mình mới tạo cái hàm main. Và trong đây thì chúng ta sẽ tạo là sinh viên. Sinh viên SV bằng new sinh viên. Sinh viên là cái mà chúng ta tự định nghĩa. Và chúng ta gọi sinh viên chấm nhập, sinh viên chấm xuất. Rồi chạy. Họ tên A, điểm 6. Họ tên A, điểm 6, học lực trung bình. Nếu như các bạn muốn quản trị một cái mảng N sinh viên, thì chỗ này các bạn sẽ khai báo là sinh viên S, danh sách sinh viên, mở ngoặc, bằng new sinh viên, ví dụ 10 sinh viên. Y chang như mà cái mảng hồi nãy. Được không? Và chúng ta for int y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn 3 đi, chấm phẩy y cộng cộng, để mình nhập cái mảng này vào. Mình cho một cái n bằng 3 đi các bạn. Và chỗ này mình sẽ khai báo độ lớn là n. Mình sẽ làm gì? Danh sách sinh viên thứ, mình sẽ tạo ra đây một cái sinh viên SV bằng new sinh viên. Mình gọi SV chấm nhập. Và sinh viên, danh sách sinh viên thứ Y nó sẽ bằng SV hết. New sinh viên trùng đúng không? Sinh viên 2, sinh viên 2. Như vậy mình đã nhập xong. Bây giờ xuất tương tự như vậy. Mình có thể for sinh viên SV 2 chấm danh sách sinh viên, sinh viên chấm xuất. Xong. Sinh viên đã được tồn tại SV, SV3. Rồi chạy.
cái chỗ mà sinh viên ở trên này mình bỏ đi. Danh sách sinh viên SV2 chấm nhập, SV3 chấm xuất. Sinh viên đầu tiên mình nhập vô A, điểm 9. Sinh viên thứ hai B, điểm 7. Sinh viên thứ ba C, điểm 8. ABC. Được chưa? Rồi. Như vậy thì đối với lại một cái class chúng ta nhập và xuất thì chúng ta sẽ quản trị ở bên này hết. Và chúng ta sử dụng thử về đây. Đấy. Nếu mà sắp xếp thì nó hơi phức tạp hơn tí, tại vì đối với lại cái mảng này chúng ta muốn sắp xếp thì chúng ta sẽ viết thêm phương thức sắp xếp thì để cho buổi sau. Buổi này mình biết tạo class, thêm phương thức và dùng class là ổn rồi. Được chưa? Buổi hôm sau mình sẽ học thêm là phương thức khởi tạo một cái lớp, get set các thông tin của lớp thêm vào. Còn ngày hôm nay là mình demo cho các bạn thấy class là gì.